Lượng người truy cập vào không gian Bakugan đã bùng nổ. Không gian Bakugan đã phát triển ra khắp thế giới. Các trận đấu Bakugan hiện đang diễn ra trong một giải đấu cực kỳ lớn. Và các trận đấu đang ngày càng nóng bỏng. Các chiến binh Bakugan đều đang nhắm đến vị trí dẫn đầu và đang chắn giữa họ với vị trí đó. Và nổi bật nhất là các chiến binh Bakugan hiện đang nổi như cồn. Tên của họ là Anubias và Selen. Đây là một kỷ nguyên mới trong lịch sử các trận đấu Bakugan. Mình đang ở đâu đây? Danma Kuso. Tại sao ngươi lại biết tên của ta? Ta biết chứ. Ta biết mọi chuyện về ngươi. Ngươi chính là ngươi. Ngươi chính là kẻ đã gây ra chuyện này cho ta và Rago. Ngươi là ai? Là ai? Ta là ngươi. Ngươi chính là ta. Ngươi vừa nói gì? Ta là Mark Mel. Ta đang mang mối hận thù với tất cả mọi thứ. Ta muốn tất cả. Ta và Layson thì... Mark Mel và Layson. Drago, cậu cũng có cùng giấc mơ đó sao? Phải, cũng là cơn ác mộng đó. Nhưng cảm giác lại thật hơn bình thường. Mình cũng như vậy. Ý hắn là gì vậy? Hắn là mình. Và mình là hắn. Tập 6. Biến động. Anh không sao chứ? Trong lúc ngủ, anh không ngừng lẩm bẩm chuyện gì đó. Nhìn anh xanh xao quá đi. Gần đây anh hay bị khó ngủ. Có lẽ là hơi mệt mỏi. Chỉ vậy thôi, phải không, Rago? Một Bakugan bị mất ngủ sao? Đúng là một chuyện rất đáng tiếc. Phải. Em muốn gặp anh để nói chuyện gì? Là về chuyện giải đấu ở không gian. Cậu thấy đó, mặc dù hai cậu đã chiến thắng tất cả các trận đấu và chiếm được vị trí dẫn đầu trong giải, nhưng Maricho vẫn lo lắng. Lo lắng sao? Nếu như không có vấn đề thì... thì thôi, không lo làm gì. Chỉ là nếu như có chuyện gì đó. Em kêu anh ra tới tận đây chỉ để hỏi có bấy nhiêu thôi sao? Dan, chỉ vậy thôi. Cậu nói chỉ vậy thôi là sao? Nếu như hai cậu khiến cho một kẻ Metrogan nữa xuất hiện, Trista, Dan, chỉ là mọi người lo lắng cho anh và Rago thôi. Bởi vì các chiến binh Bakugan là bạn của nhau mà. Vì vậy tụi anh mới phải cố sức luyện tập đi, để cho chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Thôi đi. Khoan đã. Để cho anh yên đi mà, Maricho. Xin lỗi, anh chỉ cần chút thời gian. Sun, nếu như có chuyện gì mà cậu chưa nói thì cậu có thể nói với tụi mình. Anh Dan, gã Dan đó bị làm sao vậy chứ? Như thể cậu ta là một người khác vậy.
Quả là một tiến bộ vượt bậc, một trận đấu tuyệt vời. Người chiến thắng trong trận đấu giữa các thành viên mới của không gian Bakugan, Anubias và Selen là Anubias. Tại thời điểm này của giải đấu, các đấu thủ hàng đầu của giải Danmakuso và Anubias hiện đang có số điểm ngang nhau. Đấu thủ nào chiến thắng trong trận đấu đối đầu trực tiếp vào ngày mai sẽ là nhà vô địch của giải, người hùng của thế giới Bakugan, chiến binh Bakugan Danmakuso và đội trưởng của đội Anubias đầy triển vọng. Anubias, ai sẽ là người chiến thắng đây? Liệu không gian Bakugan có được chứng kiến một người hùng mới đăng quang hay không? Vậy đối thủ tiếp theo của chúng ta là Anubias, phải? Đó là... Kích hoạt thế bài khả năng, sức mạnh rồng nâng cấp. Kích hoạt thế bài khả năng, sức mạnh rồng quỷ diệt. Chúng ta làm được rồi. Drago, mình vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó. Chưa, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi. Mình có thể thấy cậu đã kiểm soát nó tốt hơn lúc trước. Phải, mình nghĩ mình đang dần làm được. Thêm một chút nữa, với việc luyện tập đặc biệt của chúng ta, chúng ta sẽ cho tất cả bọn họ thấy. Có vẻ như cuối cùng thì tôi cũng sẽ có thể được chứng kiến một trận đấu thật sự. Từ người hùng chiến binh Bakugan Danmakuso, tôi là người hùng hả? Bây giờ thì không ai còn nghĩ như vậy đâu. Ai thèm quan tâm tới chuyện người khác nói chứ. Cậu đã thắng các trận đấu của mình và leo lên vị trí dẫn đầu. Theo tôi thì điều đó có nghĩa cậu là người hùng. Hơn nữa là trở thành người hùng đồng nghĩa với cô độc. Đừng khiến tôi thất vọng. Trở thành người hùng đồng nghĩa với cô độc. Dan, mọi người đang rất lo cho anh và Rago. Nếu có chuyện gì đó mà cậu chưa nói thì cậu có thể nói với tụi mình. Dan, chuyện này thật sự khiến cho mình khó chịu. Từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như vậy? Ước gì lại như lúc trước, khi tất cả chúng ta đều dành cả ngày với những trận đấu Bakugan. Vậy thì hãy nói với họ. Dù sao thì đó cũng là điều mà Sun và Maricho muốn mà. Draco, có lẽ chúng ta đã tự mình chịu đựng chuyện này quá lâu. Maricho nói đúng, họ là bạn của chúng ta. Phải, phải, cậu nói đúng đó. Thôi được, Drago, ngày mai mình phải thắng. Hãy chiến thắng giải đấu này và đứng một cách kiêu hãnh trước mặt mọi người. Rồi có lẽ sau đó, phải, mọi chuyện sẽ lại như lúc trước mà. Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa. Giải phóng bọn ta, giải phóng bọn ta, hỡi người anh em. Trận đấu giữa Danmakuso và Anubias sắp sửa diễn ra, thưa các bạn. Trận đấu mà người thắng trận cũng sẽ là nhà vô địch của toàn giải đấu. Ai sẽ là người giành được vinh dự đó? Các cậu không tới để nói với mình là đừng thi đấu đó chứ? Không, tụi em sẽ không cố cản anh đâu. Nhưng mà nếu như anh đã quyết định thi đấu thì hãy đấu và giành chiến thắng nha. Đừng cố quá sức. Nếu như tình thế trở nên nguy hiểm thì tụi mình sẽ dừng trận đấu lại. Maricho, Sun, khi trận đấu kết thúc, mình có vài chuyện cần nói với các cậu. Dan, ý anh là sao? Thì vậy đó. Hãy chờ anh ở công viên sau khi trận đấu kết thúc nha. Drago, chúng ta cùng nhau ra trận thôi. Phải, hãy thắng trận này.
Trận đấu được mọi người mong đợi sắp diễn ra. Các bạn có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của đám đông khán giả trên khán đài, náo nức chờ đợi trận đấu bắt đầu. Và bây giờ, thưa các bạn, giây phút mà tất cả chúng ta mong chờ đã tới. Các đấu thủ đang bước vào đấu trường. Anubias, Dan, hôm nay hãy nhớ đừng tự làm xấu hổ bản thân nha. Tôi chán chuyện chờ đợi lắm rồi. Anubias, hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi. Đấu trường bởi cực anh, mở. Kích hoạt thẻ bài cánh cổng. Bác Cương Anh xuất quân, sẵn sàng tham chiến. Đa công kéo bơ cơ. Bác Cương Anh xuất quân, sẵn sàng tham chiến. Nova Glen Dragonoid. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Ác mộng tinh quang. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Lá chắn sóng âm. Lại tìm cách phòng thủ sao? Cái gì? Kích hoạt thẻ bài khả năng. Rồng tiến quá. Vậy mới được chứ. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Tam quả. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Nhanh như chớp. Cậu ta thành công rồi. Đánh hay lắm Dan, đánh hay lắm Drago. Giờ thì tới lượt ta. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Vô hiệu quá. Drago. Thẻ bài vô hiệu quá có tác dụng ngăn Bakugan đối thủ sử dụng bất kỳ chiêu thức phòng thủ nào. Drago sẽ không thể dựng khiên để tự bảo vệ mình được nữa. Sao hả? Tiếp nào. Kích hoạt thẻ bài cánh cổng. Đóng băng sức mạnh. Thẻ bài đóng băng sức mạnh. Với nó, Drago sẽ không thể sử dụng lại những đòn tấn công mà cậu ta đã dùng trong trận đấu. Bây giờ cậu sẽ làm gì đây? Nếu Drago muốn chiến thắng, cậu ta cần phải sử dụng những đòn tấn công mạnh hơn những đòn mà cậu ta đã dùng cho tới lúc này. Chết tiệt. Hắn nắm được điểm yếu của tụi mình. Nếu cậu ta kích hoạt các khả năng mạnh mẽ hơn nữa, thì có thể Drago sẽ lại không kiểm soát được nguồn năng lượng của mình. Nhưng Drago cũng không thể sử dụng các đòn phòng thủ. Anh biết, nhưng cậu ấy phải cố gắng chịu đựng. Dan, chúng ta gần như thành công trong việc khống chế nguồn năng lượng. Mình nghĩ chúng ta cần phải ra tay thôi. Em chỉ lo là nếu như có chuyện gì đó xảy ra. Đừng quá cố sức. Có chuyện gì? Nếu như cậu không định tấn công thì tôi sẽ làm. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Thần chết cuồng nộ. Sao hả? Cậu định chỉ đứng yên đó hay sao? Đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm sao? Mình đã hứa với bạn bè của mình. Mình phải giữ lời hứa với họ để còn có thể gặp mặt họ lần nữa. Phải đó Dan. Và chúng ta sẽ đến gặp họ như chúng ta đã hứa. Hai cậu đang âm mưu chuyện gì vậy? Cậu nói là trở thành người hùng sẽ rất cô độc. Nhưng đối với tôi thì khác. Người hùng không phải là tôi, mà là chúng tôi. Toàn đội chiến binh Bakugan đều là người hùng. Dan, Drago. Thật là thất vọng. Có vẻ như cả đội chiến binh Bakugan đều là một nhóm trẻ con thích vui đùa. Sao hả? Dan, cậu rất mạnh mẽ. Đó là sức mạnh mà chỉ một mình cậu sở hữu. Cậu vẫn còn có nó, đúng không? Cậu vẫn còn loại sức mạnh mà chỉ một mình cậu sở hữu. Sức mạnh của mình hả? Cho tôi thấy. Cho tôi thấy sức mạnh của cậu đi. Sử dụng sức mạnh của ngươi. 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 Tại sao? Như ta đã nói lúc trước, ngươi là ta, chính là hai mặt của đồng xu.
ta sẽ khơi ra sức mạnh từ bên trong của ngươi. Cậu sao vậy? Cậu đang nhìn gì vậy hả? Ngươi, ngươi là ai? Ta là ngươi. Sức mạnh của ngươi là của ta. Nè, có chuyện kỳ lạ gì đó đang xảy ra kìa. Phải. Dan, Rago, hãy lắng nghe tiếng của mình. Câm miệng. Hãy tránh xa ta ra. Tránh xa ra khỏi Rago đi. Kéo bơ cơ. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Ác mộng chết chóc. Đừng mơ. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Sức mạnh đồng quỷ diệt. Vẫn chưa đủ đâu. Vẫn chưa đủ để hạ gục được ta. Nữa. Mạnh nữa. Hãy phát ra toàn bộ sức mạnh của ngươi. Chết tiệt. Kéo bơ cơ. Cậu nhìn kìa. Cậu đang cười cái gì vậy hả? Sống lên. Chưa xong đâu. Đó là Mechthogan. Hả? Chuyện gì vừa xảy ra? Drago, tạo ra Mechthogan. Chuyện này không hay rồi. Phaser, mình cũng tham gia. Tình hình trở nên phức tạp rồi đi. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Bắn lửa. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Lửa xoáy. Chết tiệt. Gã này mạnh quá. Không được xíu vào. Tất cả các cậu, tụi mình không thể để đội trưởng của mình bị thương trong một trận đấu như vậy. Đừng cản đường bọn ta. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Thần sấm. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Điểm trọng tâm. Kích hoạt. Nó đã được giải phóng rồi. Drago, cậu ta không còn là mình nữa. Cậu ta không nhận ra chúng ta. Sức mạnh của hắn quá sức chịu đựng. Đồ khốn. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Tam quả. Kích hoạt thẻ bài khả năng. Quả lực. Hóa ra đây là sức mạnh thật sự của ngươi. Đòn tấn công cuối cùng. Thả bọn chúng. Drago. Anubias. Không. Cậu cần phải dừng lại. Đến. Drago. Là thứ gì vậy? Trận đấu này không công bằng. Cậu đang làm gì vậy chứ? Vậy mà cậu gọi mình là chiến binh Bakugan Show.
Hóa ra gã Metrogan đó chính là vũ khí của họ sao? Họ đã vi phạm luật. Họ nên bị loại vì đã phạm luật thi đấu. Sao cậu lại? À, một trận đấu đầy kịch tính. Và người chiến thắng trong trận đấu này là Anubias. Dan của đội chiến binh Bakugan bị loại vì đã vi phạm luật đấu. Hôm nay thế giới Bakugan đã có một người hùng mới, thưa các bạn. Thắng mạnh hơn mình nghĩ rất nhiều. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Selen, đối với tham vọng đẹp đẽ của chủ nhân Matmel, Dan tới trễ. Sau một trận đấu như vậy thì cậu còn mong chờ điều gì khác nữa chứ? Có lẽ cậu ấy quá xấu hổ nên không dám xuất hiện. Nhưng mà cậu không thể hy vọng được họ bị tổn thương vì chuyện này. Kể cả mình cũng sẽ không chịu đựng được nổi nếu như đã gây ra một chuyện như vậy. Trista, có lẽ Dan sẽ không tới đâu. Nhưng đó là Dan. Mình hy vọng là anh ấy sẽ tìm ra được cách để sửa chữa mọi chuyện này và quay trở lại. Kể từ khi chúng ta gây dựng Bakugan, anh Dan luôn dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng. Anh Dan và Rago sẽ không, họ sẽ không thể bỏ cuộc vì một chuyện như vậy đâu. Họ chỉ... Mình không bao giờ thi đấu được nữa. Dan và Rago đi rồi. Họ đã biến mất mà không nói một lời nào với chúng ta. Cậu định từ bỏ tất cả mọi thứ và trốn tránh thi đấu sao? Có phải đó là điều cậu muốn hay không? Trả lời mình đi Dan. Và rồi, một thiết bị bí ẩn kích thích sức mạnh quỷ dị của các Bakugan bắt đầu xuất hiện trong không gian Bakugan. Donovan, lại là ông nữa sao? Có phải ông đứng sau chuyện này hay không? Bọn họ đang thi đấu để quy diệt lẫn nhau. Đây không phải là cách mà chúng ta thi đấu Bakugan. Đừng bỏ lỡ tập sau. Khôi phục mình, đội trưởng mới của đội chiến binh Bakugan.